Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Mới Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Hòa Bình, bê tông đổ làm hai học sinh bị thương nặng. Theo thông tin của phóng viên, sáng nay tại trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, một thanh chớp bằng bê tông cốt thép đổ lật xuống sân trường làm hai em học sinh bị thương rất nặng. Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên, ông Quản Văn Giang, trưởng phòng giáo dục huyện Đà Bắc xác nhận vụ việc. Vào khoảng 7 giờ 30 phút, tại trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc trong giờ ra chơi, một khối bê tông nhỏ ở lan can tầng 2 đột ngột rơi xuống làm bị thương hai em học sinh. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, giáo viên nhà trường cùng trung tâm y tế đưa hai em bị nạn đến trung tâm y tế huyện Đà Bắc sơ cứu. Sau đó, phòng giáo dục cùng giáo viên nhà trường, trung tâm y tế huyện Đà Bắc chuyển hai em học sinh lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thời điểm này tại hiện trường xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng của huyện Đà Bắc đang phong tỏa làm công tác nghiệp vụ. Bác sĩ Trần Hồng Quân, giám đốc trung tâm y tế huyện Đà Bắc cho biết, khi nhận được thông tin, trung tâm y tế huyện Đà Bắc cho xe cứu thương đến đưa hai nạn nhân về đến trung tâm để sơ cứu, lúc đó vào khoảng 8 giờ. Sau khi thăm khám sơ cứu, nhận thấy có một bệnh nhân nặng, không đủ điều kiện chuyển tuyến nên trung tâm tạm thời để lại và mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào phối hợp cấp cứu. Còn một bệnh nhân nhẹ được trung tâm chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào phối hợp để cấp cứu điều trị, đến lúc bệnh nhân đủ điều kiện chuyển tuyến, trung tâm đã đưa bệnh nhân nặng ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để tiếp tục cứu chữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Mới Online để cập nhật những tin tức mới nhất.